Nếu trong nhà mà có một hũ gừng ngâm giấm thì có thể trị được 10 loại bệnh mà không mất tiền mua thuốc. Thứ nhất là chữa trào ngược dạ dày, thứ hai là hỗ trợ giảm cân, thứ ba là trị viêm loét dạ dày, bao tử, thứ tư là trị mất ngủ, thứ năm là trị cảm lạnh, thứ sáu là trị viêm đa khớp, thứ bảy là ngăn ngừa rụng tóc, thứ tám là ổn định huyết áp, thứ chín là tăng cường thể lực, thứ 10 là tăng cường sức đề kháng. Cách làm thì vô cùng đơn giản như sau. Chúng ta hãy chọn gừng già, gừng ta, rửa sạch và để cả vỏ, cắt lát. Sau đó ngâm qua nước muối khoảng 15 phút. Để ráo thì xếp gừng vào lọ thủy tinh, cho giấm gạo vào, ngập cái lượng gừng thì đậy lắp lại, ngâm từ 7 đến 10 ngày, bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh và sử dụng. Cách sử dụng như sau. Sau mỗi buổi sáng, bạn hãy ăn 2 đến 3 lát gừng vào sau bữa ăn sáng. Đây chính là thời điểm tốt nhất để ăn gừng ngâm giấm. Không nên ăn gừng khi bụng đói, có thể làm tổn thương dạ dày. Mỗi ngày chỉ ăn tối đa 2 đến 3 lát gừng với khoảng 20ml giấm đã ngâm với gừng này. Xoa bóp có thể trị được bệnh viêm khớp và uống thì có thể trị được bệnh mỡ máu. Ngoài ra, nếu cho giấm gừng này vào trong chậu nước ấm và ngâm chân khoảng 30 phút đến khi nước nguội hoàn toàn thì sẽ cải thiện được cái chứng mất ngủ. Một số người bị ho ra máu, chảy máu cam, bệnh trĩ, viêm gan và phụ nữ mang thai và đang cho con bú thì không nên sử dụng, sẽ gây ra nóng nhiệt nóng trong. Bài thuốc này rất quý và mỗi nhà nên có một lọ để lúc cần đến thì có ngay thần dược trong nhà để sử dụng nhé.